Đây, 3 phần từ đầu của chúng ta là đúng như trong lúc cả. Angola. Xin chào Việt Nam. Chào mừng các bạn đã đến với khóa học TypeScript cơ bản. Trước khi vào bài tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành chữa bài của ngày hôm trước. Ngày hôm trước là điền vào chỗ trống để khởi tạo mảng. Thì ở dấu 3 chấm chúng ta sẽ điền là gì đây? Chúng ta sẽ điền là một cặp đóng mở dấu ngoặc vuông để khởi tạo mảng trống. Ok, chúng ta sẽ đi vào bài học của ngày hôm nay, đó là tupe. Tup một kiểu mảng đặc biệt trong TypeScript. Tupe là một mảng được nhập với độ dài xác định trước và các kiểu cho mỗi chỉ mục. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần thực hành tup. Đầu tiên chúng ta tạo mới một file tup.ts. Sau đấy chúng ta sẽ khai báo một biến có tên là tu. Hai chấm. Kiểu của tu là một mảng. Chúng ta sẽ đặt như sau. Number boolean và string. Như vậy là chúng ta đã khởi tạo xong một biến tu. Sau đây chúng ta sẽ đi gán giá trị cho tu. Tu chấm tu bằng. Các bạn phải nhập vào đúng này. 5 true. Sinh là quá nhanh. Các bạn có thể thấy là chúng ta đã khởi tạo và gắn giá trị thành công. Sau đây thì chúng ta sẽ thử bút xem. Ở đây cũng là một mảng nên chúng ta có thể sử dụng cú pháp bút. Chúng ta sẽ thêm một số cuối 6 đi chẳng hạn. Bây giờ chúng ta sẽ lock lock ra tu console.log. Chúng ta hãy thử cùng biên dịch xem file của chúng ta sẽ in ra gì. TSC cách tube chấm ts. Xin lỗi các bạn, tôi đang mở folder khác. Chúng ta sẽ mở folder 10. Chúng ta sẽ cd ra ngoài. Chúng ta sẽ cd đến thư mục số 10 của tôi. Cd tiếp đến TypeScript cơ bản. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ biên dịch file tup.ts. Vậy là đã không còn lỗi rồi. Sau đây chúng ta sẽ chạy nốt tup.z. Có sai chính tả rồi. Thưa quý vị và các bạn. Đây. 3 phần từ đầu của chúng ta là đúng như trong kết quả. Đây tôi theo thiếu từ h quá nhanh. Và phần tử thứ tư là phần tử thứ sáu không có nằm trong quy định của tup nên là
chúng ta có thể nhập vào. Tương tự như hàm post pop thì chúng ta cũng có thể sử dụng mà thôi. Tương tự như mảng bình thường thì mảng đặc biệt top này cũng có thể sử dụng từ khóa read only, và từ khóa read only này sẽ ngăn cho các top không bị thay đổi giá trị trong từng chỉ mục, từng index. Rồi sau đây thì chúng ta sẽ đi đến với từ khóa read only. Và thế là chúng ta không thể put thêm dữ liệu nữa, chúng ta chỉ có thể gắn giá trị lúc đầu. Đây, chúng ta hãy thử cùng view lại. Đây, chỉ ra 3 phần tử khi lúc chúng ta gắn giá trị lần đầu tiên hoặc lần thứ hai. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Đấy, nó chỉ in ra. Chúng ta chỉ có thể thay đổi ra dữ liệu khi chúng ta gắn cả mảng, còn không thể dùng hàm bút để gắn giá trị cho top có kiểu dữ liệu là JITOLY. Đặt tên top. Việc đặt tên cho top sẽ cho phép chúng ta cung cấp ngữ cảnh cho các giá trị tại mỗi chỉ mục. Rồi chúng ta sẽ đến với ví dụ thứ ba. Đấy là chúng ta có thể đặt tên, ví dụ number chúng ta sẽ là n này, boolean chúng ta sẽ là bool, string chúng ta sẽ đặt là s. Đây, việc đặt tên này sẽ không làm thay đổi kết quả của chúng ta đâu. Và bài tập của hôm nay là tạo một biến top có các phần tử là chuỗi và boolean theo thứ tự. Chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.